Mình vừa nghe một tin giật mình. Apple Watch Ultra 17 triệu. Wow. Tính ra là nếu như các bạn mua con Apple Watch Ultra này bên Sun Store cái hàng cũ active ra rồi thì các bạn tiết kiệm được đâu đó khoảng tầm 5-6 triệu gì đó so với việc các bạn bóc siêu một cái mới. Và ở cái thời điểm mà nó mới ra mắt như thế này thì các bạn cứ hiểu một điều, hàng đương nhiên là auto ngon. Mà giá rẻ hơn như thế thì cũng đáng suy nghĩ rất là nhiều. Đặc biệt là đối với những người mà không thích cái dây zin của Apple Watch Ultra giống như là bản thân mình. Cá nhân mình thì mình không thấy thích cái dây đấy. Nhìn nó vừa hơi to và nó kiểu dây vải như thế thì cảm giác nó cứ sẽ rất là nhanh bị bẩn ấy. Nên là mình vẫn thích những cái dây da kiểu như thế này. Chẳng qua đây là đồ đi mượn ấy, nên mình chưa đầu tư một cái dây da cho nó xịn xịn tí xíu thôi. Đang dùng cái dây da có 100.000 mua trên Shopee các bạn ạ. Nhưng mà nó cũng đẹp phết đấy. Và đặc biệt đối với những người có cổ tay không quá lớn như mình ấy, thì đeo cái dây zin của Apple và cảm giác nó bị thô ra, nó rất là to. Trong khi đó đeo cái dây da như này thì nhìn có vẻ là nó tinh tế hơn, nhìn nó đẹp hơn, và quan trọng hơn cả là kiểu mặc với những cái món đồ hàng ngày bình thường như mình như này này, kiểu áo polo các thứ, lên hình các thứ, thì cái kiểu như này nhìn nó sẽ đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, và nó sẽ phù hợp với rất nhiều những kiểu đồ khác nhau, thay vì kiểu cứ phải hầm hố và nhìn kiểu sport thể thao giống như là cái dây zin của Apple Watch Ultra, đúng không? Nói chung á, 17 triệu cho con này thì thật sự là không có lý do gì mà từ chối nó cả. Bởi vì sao thì mình sẽ muốn chia sẻ một cách kỹ hơn về cái đồng hồ này sau khoảng gần một tuần mà mình đeo và trải nghiệm nó. Ok nhé các bạn nhé. Let's go. Cái điều đầu tiên thì khi mà kết nối đến cái iPhone thì nó không phải là cái đồng hồ để mà xử lý những công việc chính của mình, thế nên là đôi khi nó cũng hơi khó chịu một tí. Giá như mà Apple Watch mà cũng cho kết nối sang cả mấy cái điện thoại Android nữa thì tuyệt vời nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng mà không có cái mùa xuân đấy đâu. Apple Watch là chỉ đi với iPhone thôi. Ok. Thế cái điều đầu tiên mà mình phải nói một điều mình thực sự rất là thích luôn, đấy là cái thiết kế mới này của nó. Trời ơi, đi ra đường kiểu nó khác biệt hẳn các bạn. Apple Watch bây giờ kiểu Series 8, Series 7 thì nó khác một tí so sánh với 456, khác một tí so sánh với 123. Thế nhưng bản chất nó vẫn sẽ là kiểu tròn tròn bầu bầu và nhìn nó rất là unisex. Nhìn nó đúng theo cái xu hướng đấy là nó nam cũng được mà nữ đeo cũng ok. Và nó một chút gì đấy nó khá là giống nhau, nên không muốn nói là bây giờ hàng fake còn tràn lan trên thị trường. Trong cái đó với con Apple Watch Ultra này thì nó đúng theo cái tiêu chí mà mình thích một cái đồng hồ đấy, là nó cứ phải ngầu ngầu một tí, nó phải khác biệt một tí, nó phải chất một tí đấy. Và rõ ràng là đeo cái này nó thực sự là đẹp các bạn ạ. Đấy, nhìn trên cổ tay của mình đẹp không? Đi với cái kiểu dây da như này nhìn nó gọn gàng trên phần cổ tay của mình luôn, nhìn thực sự là cực kỳ ưng luôn các bạn, rất đẹp. Thêm nữa cái màn hình nó lên tới là 49mm nên là nó to. Nhìn con Series 8 45mm viền mỏng thì nhìn nó cũng ok đấy, sang con này ui ôi nó to này, nó hiển thị được nhiều nội dung các thứ này, thậm chí xem bản đồ các thứ như này cũng thấy nó sướng rồi các bạn. Ui, thích thật sự luôn. Nói chung á, là khi chúng ta có một cái đồng hồ màn hình lớn để mà các bạn thao tác trên nó với những cái reply nhanh thì kiểu gì thì kiểu nó cũng phải nói một điều là nó cực kỳ sướng luôn. Không thể phủ nhận được cái điều đó, đúng không? Mà vẫn đảm bảo đấy là cái phần viền của chúng ta không bị quá dày, không bị quá thô. Đồng ý là nó vẫn sẽ dày hơn so sánh với Series 8 thôi. Nhưng mà đồng hồ mà, những cái đó thì mình không quá quan trọng. Quan trọng là cái thiết kế bên ngoài nó hợp mắt và nhìn nó thực sự rất là ngầu ở trên tay. Cái đấy là cái điều quan trọng hơn. Và cái màn hình nó cũng phải nói là xuất sắc nữa. Tiếp đến, đấy là những cái tính năng hỗ trợ cho cái sức khỏe của bản thân mình. Những cái thứ liên quan đến nhịp tim như thế nào này, rồi đo nồng độ oxy trong máu SpO2 như thế nào, những cái này thì nó không thiếu một cái gì cả, nó đầy đủ hết, các bạn không bao giờ phải lo, đúng không? Rồi thêm nữa chúng ta có thể đo được ECG các thứ, mấy cái đấy thì cũng không quá quan trọng. Cái quan trọng á, đấy là khi mà mình đeo cái đồng hồ này này, lâu lâu nó vẫn nhắc mình đứng dậy vận động, lâu lâu nó vẫn nhắc mình uống nước, lâu lâu vẫn nhắc mình hít thở. Nó đo mình nếu cảm thấy stress thì nó cũng sẽ báo là thư giãn đi các thứ. Và nói chung á, những cái tính năng như vừa rồi thì đồng hồ thông minh nào cũng làm được. Và Apple Watch Ultra thì nó làm với một cái độ chính xác cao hơn, và cái trải nghiệm nó mang đến nó kiểu nó thú vị hơn một chút xíu mà thôi. Và rõ ràng đây là một cái điểm cộng trên nó. Thêm nữa là khi mình đeo cái đồng hồ này ở trên tay thì mình cũng không phải bận tâm quá nhiều về vấn đề những cái thiết bị iDevice xung quanh mình nó có bị khóa hay là không. Bởi vì chỉ cần mình đến gần, không cần nhầm mật khẩu, mình cũng có thể sử dụng Apple Watch để có thể mở khóa cái máy tính của mình một cách rất là nhanh. Mình không phải với lên trên cái laptop để chạm vào cái vân tay nữa, chỉ gõ trên bàn phím là xong. Đây, hệ sinh thái của Apple đấy các bạn. Hay ho chưa? Hay là thậm chí khi mình muốn nghe nhạc này đấy, mình có thể kết nối độc lập đến cái tai nghe AirPods
để mà mình có thể nghe nhạc mà không nhất thiết phải sử dụng đến điện thoại, ném điện thoại một góc, nằm chiêu chiêu các thứ thôi. Đồng hồ là quá đủ. Nó đấy các bạn, Apple Watch Ultra đấy các bạn. Hay một trong những cái tính năng khá là thú vị mà mình tin chắc là rất nhiều anh em dân tập luyện, checking các thứ quan tâm, đấy là GPS tạo tọa độ điểm như thế này này. Đấy, sau khi bấm vào một cái là các bạn có thể tạo được một cái tọa độ. Sau đó các bạn có đi đâu đi chăng nữa, chỉ cần cái đồng hồ này bắt được tín hiệu của GPS là nó cũng sẽ biết được bạn đang ở đâu. Và nếu như bạn có đi lạc thì nó cũng sẽ có cái tính năng để các bạn có thể đi lại được cái điểm bắt đầu quay về. Các bạn nhìn thấy chưa? Quá xịn luôn. Đấy, có cái hướng này, chỉ đây này. Đấy, quá xịn. Phải công nhận một điều đấy là Apple Watch gần đây thì nó mượt một cách người ta phải gọi là kinh dị luôn đấy các bạn. Mình chưa từng thấy cái đồng hồ này nó bị lag trong bất cứ một cái thao tác gì. Cho dù là mình ấn, cho dù mình thao tác, cho dù mình chuyển qua chuyển lại giữa những cái ứng dụng như thế này, mọi thứ đều quá nhanh, quá mượt luôn. Nó thật sự là nó mượt dã man luôn các bạn. Và cái màn hình này hình như chắc nó phải kiểu 120 hay sao, nó mượt lắm luôn. Nhìn sướng mắt dã man, cho dù là cái gì chăng nữa, mọi thứ đều thực sự cực kỳ tuyệt vời. Và cái kiểu thao tác phản ứng cũng như cái tốc độ của nó nhanh đến mức độ kinh dị như thế này này, thì sẽ rất khó để các bạn muốn chạm và muốn sờ vào những cái đồng hồ khác. Tại vì đúng theo cái kiểu cảm giác mà sờ vào một cái đồng hồ mà những cái thao tác phản ứng trên nó cứ bị lắc lắc, cứ bị chậm chậm, bấm vào nó không phản hồi ấy, nó hơi khó chịu. Trong cái đó thì cái này nó cực kỳ nhanh. Và theo như mình được biết ấy, thì cũng có rất nhiều anh em chấp nhận cái vấn đề pin không quá trâu trên những chiếc Apple Watch để có một cái độ mượt và có những cái thao tác trên cái đồng hồ này nó mượt mà và nó trơn tru như thế. Bởi vì đôi khi trong một vài trường hợp, ví dụ như các bạn reply nhanh một cái tin nhắn gì đó, hay là reply nhanh một cái thông báo gì đó, thì cái độ mượt của nó là cực kỳ là quan trọng luôn. Và rõ ràng là cái này làm tốt. Ví dụ như thế này đấy, các bạn nhìn bấm này, trả lời này. Đó, nhanh không? Quá nhanh luôn chứ. Thậm chí là ngôn ngữ tiếng Việt này các bạn có thể sử dụng giọng nói để mà chuyển sang dạng text để trả lời trên này một cách cực nhanh luôn. Đấy, Apple Watch nó hay ở những chỗ như thế đấy các bạn. Ok chưa? Đồng ý. Rồi, và cuối cùng chắc là mình phải nói một điều. Đấy là cái thời lượng pin của Apple Watch Ultra cũng khiến mình khá là bất ngờ. Thật ra để mà nói về cái pin của Apple Watch Ultra có trâu hay là không, thì nói một cách thật lòng là nó không trâu. Giống như những cái đồng hồ mình đang có, ví dụ như là con Huawei Watch GT3 Pro 43mm Ceramic, chỉ là 43mm thôi, nhưng pin con đấy vẫn thoải mái trong vòng một tuần. Hay là mình có sử dụng con Galaxy Watch 5 Pro, thì nói chung cũng tương đương với con này. Thì Apple Watch Ultra theo như cái nhu cầu của mình không tập luyện nhiều nhá. Nếu không muốn nói là gần như mình không tập luyện, mình chỉ sử dụng nó ở dạng đồng hồ thông minh thôi. Bởi vì nó đẹp, nó ngầu các thứ, màn hình to để auto mọi thứ, bật tất cả mọi thứ lên, thì nó vẫn có thể duy trì được đến ngày thứ 3. Cái này là mình khá là bất ngờ. Tại mình không nghĩ là một con Apple Watch có thể duy trì được cái thời lượng pin sang đến ngày thứ 3 như thế. Nói chung là ngày đầu tiên thoải mái, ngày thứ hai đến tối thường là mình sẽ ném lên cái đế sạc để mình sạc luôn. Nhưng mình cố gắng dùng được đến ngày thứ ba thì vẫn đến chiều tối ngày thứ ba mình mới cần phải đặt lên cái đế sạc ở dưới văn phòng. Thì rõ ràng thời lượng pin của Apple Watch Ultra cũng khiến mình khá là hài lòng rồi. Tại vì như thế là trâu cho một con Apple Watch. Và nếu nó đúng ra là trâu hơn so sánh với cả Apple Watch Series 8, Series 7 trước đây. Và nó cũng hỗ trợ luôn cả sạc nhanh. Mình thì có một cái đế sạc của Belkin khá là xịn sò và nó cũng có thể kích hoạt được sạc nhanh cho con Apple Watch này. Thì cá nhân mình đánh giá thì khi mà mình cần thì 30 phút vẫn có thể sạc được cỡ khoảng gần 50% pin, thì nó cũng là một cái trải nghiệm khá là ok. Để nếu như mình có gấp rút cần phải đi ra ngoài thì nó cũng có thể đáp ứng được một cách rất là tốt về cái thời lượng pin trong một hoặc hai ngày tới mà không cần phải đắn đo quá nhiều. Cái cuối cùng nữa, đấy là cái khả năng tùy biến. Thì trộn vía một cái là dây của con này tuy rằng nó là bản 49mm thì nó vẫn sử dụng chung size với mấy con 44mm, 45mm. Nên là các bạn vẫn có thể tận dụng lại được những cái dây cũ mà cái rất là dễ dàng, và cái phần ngàm này thì cũng rất là ok để các bạn sử dụng. Nói chung á, thì vấn đề về dây dợ như này thì không phải lo. Khả năng tùy biến các thứ thì vẫn rất là tốt thôi, nên các bạn không phải xoắn quá nhiều. Tóm lại với Apple Watch Ultra, ở cái thời điểm mà nó còn 20 mấy triệu thì các bạn còn đắn đo suy nghĩ. Nhưng bây giờ nếu như nó chỉ còn khoảng 17 triệu thì mình nghĩ là nó đã xứng đáng để mua hơn rất là nhiều. Đặc biệt đối với những người mà không thích cái dây zin giống như là mình như thế này, 17 triệu, mình đầu tư khoảng 1 triệu nữa thêm một cái dây da rất là xịn, rất là đẹp, thì đã có một trải nghiệm phải nói là quá ngon rồi. 18 triệu cho một cái đồng hồ vừa đẹp, vừa ngầu, vừa khác biệt, vừa mượt, vừa chạy nhanh, vừa có thời lượng pin tốt hơn mà đã có rất nhiều tính năng để hỗ trợ cho tập luyện và quản lý sức khỏe một cách cực kỳ tốt, thì mình tin rằng là cái đồng hồ này sắp tới nó cũng sẽ phổ biến rất nhiều tại thị trường Việt Nam. Trước đây nó là Apple Watch những cái dòng series, nhưng bây giờ phải là Apple Watch Ultra nó mới thể hiện được bạn là dân chơi Apple các bạn ạ. Và các bạn nghĩ sao về nó?
về chiếc đồng hồ này, hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.